Sáng nay Thanh Cò đi quay miếng đất ở chợ Gò Đen này nè. Từ đây đi vô miếng đất của mình, đi qua hướng này là đi qua bên Phước Lý luôn. Đi thẳng tới đây khoảng chừng 200 m rồi mình đẻ vô thêm 100 m nó tới đất mình rồi. Đất này chủ đang gửi Thanh Cò là 4 tỷ rưỡi nha. 4 tỷ rưỡi thương lượng. 7 x 37,68 m. Mặt tiền được 7 m nha. Dài 37,68 m. Đất thổ cư sổ hồng riêng. Này là công chứng liền gọn nhanh gọn lẹ luôn. 4 tỷ rưỡi. Phần này là mình đang tính, này là phần xây dựng luôn nha, còn mấy phần lộ giới là chưa tính đó, còn phần rô ria ngoài sân nó chưa tính, đang tính là lọt lòng trong lộ giới để xây dựng luôn á là 7 mét nhân 37,68 mét luôn. Ba trường ngồi đem khoảng 100 mét là tới. Mình đang xây dựng lọt lòng luôn là 7 x 37,68 là phần xây dựng lọt lòng, còn phần lộ giới là chủ đang bỏ ra chưa tính vô trong đó nữa. Phần rô ria ở ngoài để làm sân, chứ tính ra đất chơi này là mà trọn thửa luôn nó tới 300 gần 340 mét thổ, gần cho 350 mét thổ luôn, tính ra gần 350 mét thổ cư đó. Mình xây dựng thì 7 x 37,68 mét thôi, còn phần rô ria gọt ra bỏ. Đất thổ cư sổ hồng riêng, đất mình hướng đông nha. Thế đây nha bà con, căn nhà này bỏ, miếng đất mình kế bên, căn nhà này bỏ luôn, mình thì nằm giữa, kẹp giữa hết. Vậy đây là bà con mình khỏi sợ mất mát đâu hết, đất mình là xung quanh hết rồi, kiên cố rồi, khỏi sợ mất luôn. Đây mình đang tính phần xây dựng của mình nè, từ đây nè, từ đây thẳng xuống dưới là 37,68 mét đó. Còn mấy phần rô ria này chưa tính nè, phần rô ria này tặng đó, phần rô ria này nằm ngoài, nằm trong lộ giới nên tặng không tính. Đất mình hướng đông, ấp 4 xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây lên chợ Bình Chánh 5 cây số, trước mình là con rạch, con rạch rất là lớn luôn, chạy ra sông Long Khê. Trời, mọi nhu cầu bà con mình cứ alo, số điện thoại là 078 666 8368. Thằng Cò đọc lại 078 666 8368.